Thưa quý vị, tính đến tháng 9 năm nay, toàn tỉnh Long An có trên 100 dự án với gần 1.200 hội viên nông dân được hỗ trợ khoảng 78 tỷ đồng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Chính sách này đã và đang phát huy hiệu quả, giúp nông dân có nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Đang lê quay tìm nguồn vốn để chuyển đổi sang trồng lúa ứng dụng công nghệ cao, thì ông Trịnh Văn Tưởng ở xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa được Hợp tác xã Nông nghiệp Long Thuận tạo điều kiện tiếp cận 45 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện. Nhờ nguồn vốn này đã giúp ông Tưởng đầu tư máy móc, trang thiết bị, ứng dụng vào sản xuất để có thể ký kết tiêu thụ với tập đoàn Lộc Trời, không còn phụ thuộc vào cò lúa. Tôi được sự giúp đỡ của bên cái quỹ hỗ trợ vốn của nông dân thì tôi sử dụng vào cái phân thuốc con giống với lại cái là công làm cái vốn cái quỹ hỗ trợ này so với đối ngoại thì nó rẻ hơn. Nhờ nguồn vốn ưu đãi và lãi suất thấp từ Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp ông Duy có kinh phí để chuyển đổi 3.000 m2 đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây khổ qua. Nhờ áp dụng quy trình canh tác đạt chuẩn nên 3 vụ khổ qua mỗi năm của ông Duy đều được Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh bao tiêu đầu ra. Trừ chi phí, ông Duy thu lợi nhuận trên 20 triệu đồng mỗi vụ, cao hơn nhiều so với trồng lúa. Hai lần là 70 triệu. À, cũng nhờ giám đốc Hợp tác xã là cũng cho tôi biết về cái phần mà bên quỹ hỗ trợ của nông dân á, tôi cũng yên tâm để sản xuất. Để tiếp thêm nguồn lực cho hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư nuôi trồng sản xuất, bên cạnh nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, hội nông dân huyện Thủ Thừa còn tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận thêm các nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội. Đến nay, nguồn vốn phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội ủy thác qua Hội Nông dân huyện gần 129 tỷ đồng và Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giải ngân khoảng 5,5 tỷ đồng. Hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế, đặc biệt là cái nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để giúp cho nông dân phát triển các mô hình sản xuất như là ứng dụng công nghệ cao từ cái mô hình nhỏ chuyển đổi lên thành cái mô hình lớn như các cái tổ hợp tác rồi hợp tác xã, từ đó thì tăng thu nhập kinh tế cho cái người dân. Với sự trợ giúp của các cấp hội nông dân, nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân như chiếc phao giúp giải quyết khó khăn về vốn, tiếp thêm nguồn lực để hội viên nông dân vươn lên trong cuộc sống, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.